Quay trở lại nha, quay trở lại bây giờ chúng ta sẽ đi như thế nào cho nó hợp lệ này. Đang chỉ đang nêu thôi, còn cách thực hành cụ thể thì chúng ta sẽ có tính sau. Đi rồi. Bây giờ khi chúng ta viết một cái bài viết lên rồi đúng không? Này, để tôi ưu. Để tôi ưu thì những cái tiêu đề, bạn lưu ý là những cái tiêu đề trên này là chúng ta phải gom lại thành cái cụm. Chúng ta không bao giờ lấy một từ khóa. Lưu ý không? Ví dụ như với cái cụm này, với cái những từ khóa này thì trường có thể gom được làm 3 hoặc là 4 luôn cụm mà đúng không ạ? Đây trường có thể lấy cái gì nữa? Áo sơ mi Nam Hàn Quốc cao cấp đấy, các bạn hiểu không ạ? Thì chúng ta khi biết tiêu đề chúng ta không bao giờ ở một áo sơ mi nam không hay là áo sơ mi nam đẹp không, phải không ạ? Không làm như vậy nha. Đối với những cái bài viết ở trên đây, tiêu đề chúng ta không làm như vậy. Chúng ta sẽ viết những cái cụm từ để mục đích khi nó lên thì nó sẽ bao gồm được là mấy từ khóa luôn, phải không ạ? Rồi, đó là cái chú ý thứ nhất. Cái chú ý thứ hai là các bạn gắn vào đây cho mình nhé. Gắn vào đây cho mình là bao nhiêu ạ? Từ 3 tới 5 cái video. Nha, từ 3 tới 5 cái video nó cũng theo cái nguyên tắc là thằng dưới để thằng trên các bạn nhé. Dưới để trên từ 3 tới 5 cái video nó có thể là video gì ạ? Cái video đó là video cụm từ ưu tiên, ví dụ như các bạn đang ví dụ các bạn lấy mục này đi đúng không, thì chúng ta sẽ ưu tiên cái cụm video cụm từ này trước. Tức là cái video cụm từ sẽ nằm ở đâu ạ? Sẽ nằm ở cái phần gần nhất đúng không? Rồi tiếp theo là chúng ta đánh cái video cụm từ ở trên. Cái video cụm từ ở trên thì chúng ta sẽ đánh ở phần tiếp theo, video tiếp theo đúng không ạ? Rồi tiếp theo là những cái video gì ạ? Tiếp theo là những cái video ở từ khóa của nó, đúng không ạ? Những cái video từ khóa mà chúng ta làm rồi là các bạn đánh cho mình trong một bài viết từ 3, thường thì trường đi từ 3 tới 4 nhé, từ 3 tới tới 4 video rồi. Tiếp theo ở trong cái bài viết này thì chúng ta sẽ gắn vô cái gì ạ? Những cái link link cái gì những cái link của cái trang Medium, hay là ví dụ như là bài viết này là của cái thằng Medium này thì chúng ta sẽ gắn cái trang của LinkedIn vào hoặc hay là trang Pinterest vào, mục đích là gì ạ? Chúng ta đẩy cho cái bài viết, khi các bạn viết một cái bài viết như thế này đúng không, các bạn cần phải gắn cái link này, tức là cái link này cần phải được đẩy. Đừng giả sử như là cái link này là nó nằm ở cột bên này đây đúng không, thì cần phải được cái bài viết đó cần được đẩy link đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ gắn cái link bài viết này nằm ở một cái bài nào đó bên này đúng không ạ? Đây, ví dụ như cái bài viết này thì chúng ta sẽ gắn những cái link, cách gắn link thế nào thì mình phải học thực hành, mình phải chia sẻ là các bạn sẽ bỏ cái link của một cái ví dụ như bài này, chúng ta sẽ bỏ vào trong đây hai cái link của cái nào ạ? Của cái tầng trên các bạn nhé, cái tầng trên hay là của những cái trang fanpage hay trang LinkedIn, tức là link bài viết của ở LinkedIn hay là Medium khác các bạn, nó có nhiều chiến lược hoặc là ở cái trang Pinterest, nói chung là gắn cái link trong đó hoặc là cái link website, nếu các bạn có bài viết website thì gắn link trong website để mục đích là đẩy website, đẩy cho cái bài viết. Ví dụ như cái bài viết này cũng cần phải được đẩy đúng không? Chúng ta sẽ gắn cái link bài viết này nằm ở một cái bài nào đó. Phải không ạ? Hai link đi ra nhé, hai link đi ra. Và luôn luôn tất cả những cái bài viết này của chúng ta phải có cái gì ạ? Phải phải có website này. Nếu các bạn có website nhé. Trang fanpage này, fanpage Facebook với các bạn, trang fanpage Facebook. Ok chưa? Đấy, các bạn cần phải có như đó. Rồi. Nhắc lại nha, từ 3 tới 4 video rồi hai mét link để đẩy cho cái
những cái trang khác, những cái bài viết ở trang khác, à, đúng không ạ? Rồi. Nếu các bạn làm affiliate, cứ gắn vào đây cái hình từ 1 tới 2 cái hình. Tùy các bạn đánh bình sản phẩm, như theo trường tối ưu là khoảng một hình thì nó thân thiện hơn. Tức là một hình của một sản phẩm một trường là chỉ các bạn ấy. Chúng ta có thể lấy extract đâu đó, lấy một cái hình của nó gắn vào trong đây là nó là affiliate các bạn nhé. Affiliate. Nó về cả link vào về mua hàng mình có tiền, đúng không? Một tới hai cái hình vẫn được, không được ba cái. Tức là nhiều cái nó sẽ có thể dính vào spam. Bạn lưu ý này, chúng ta chơi cách này là chúng ta chơi theo tầng. Tầng này đẩy tầng kia. Và khi các bạn mà đi spam á, thì có thể là một trong những cái tầng nào đó nó chết là nó bị gãy link đấy các bạn. Tức là nó sẽ bị mất sức mạnh. Mất sức mạnh thì đồng nghĩa với cái việc là các bạn bị rớt top. Ở đây có thể là top YouTube nó không rớt, nhưng mà top Google nó sẽ rớt, đúng không ạ? Nếu mà gãy nhiều thì rớt top luôn YouTube. Và hiểu không ạ? Thì chúng ta phải đầu tư thật là chỉnh chu. Chúng ta xem như là những trang web của chúng ta, chứ không phải là cứ úp lên đại đó các bạn nhé. Chúng ta phải đầu tư rất là chỉnh chu, chuẩn SEO đàng hoàng, viết nội dung mới rất là đẹp đàng hoàng luôn. Giống như website chúng ta vậy đó. Bởi vậy trường có những cái trang Medium nó cực kỳ chất lượng, nó được đánh giá rất là cao. Trường đầu tư rất là chỉnh chu. Còn chiến lược nó có cái chiến lược nữa, nhưng mà chắc ở phần thực hành sau thì chúng ta chia sẻ được, là cái chiến lược là nên để mà ví dụ như chúng ta dùng 5 cái trang Medium hay là 10 trang Medium hay là một hệ thống gì đó, thì cái đó sẽ ở phần sau. Đây các bạn đã hình dung được là trên cái bài viết của một cái trang Medium hay trang LinkedIn hay là Pinterest hay là ở trên cái trang nào đó mà chúng ta sẽ phân bổ cái video, phân bổ cái link để đẩy, phân bổ những cái hình hay là những cái link affiliate như thế nào, thì trường đã chia sẻ các bạn rồi, đúng không? Như vậy rồi, đó là cái cách mà chúng ta phân bổ đó. Còn đi như thế nào, phần thực hành thì mới làm được, đó là. Rồi tiếp theo thì trường sẽ giới thiệu với các bạn là thuê viết bài. Thuê thì đây các bạn cứ lên Google thuê viết bài. Sẽ có đầy 5.000 bài viết. Đấy, cần cái xe lên top. Đây, các bạn cứ liên hệ dịch vụ này hoặc là trường sẽ chia sẻ trường cho các bạn một cái bạn mà viết cho trường cũng khá là nhiều năm rồi. Đây, cái bạn đây, bạn này trường cũng có thanh toán đoạn xong này. Đấy, dịch vụ của bạn này thì trường có thanh toán đoạn này cũng khá là mềm các bạn, rẻ lắm. Trường nghĩ là nó sẽ rẻ hơn tất cả những cái khác đấy. Đây cái gói của bạn này để trường vứt vào nhóm và các bạn đây link của các bạn này thì có một đội khoảng 60 người viết bài mới 100% từ 500 tới 600 từ, thì bạn chỉ cần 25-40k thôi, tùy các bạn thỏa thuận như thế nào đấy. Đây thì trường đã thuê lâu rồi, bạn đã viết giá rất là mềm nên các bạn muốn thì trường vứt thông tin qua, ai muốn liên hệ thì liên hệ thôi. Rồi đó là phần viết bài. Các bạn có thể tự thuê lên đây 5.000 một bài viết, nghĩa là trường nghĩ là khoảng 100 từ à. Đó là tùy các bạn đó, quảng cáo rất là nhiều, đó là cái viết bài. Rồi cách viết thế nào chuẩn SEO, bạn phải biết qua đúng không ạ? Bạn phải biết qua để mà đây được cái là cái bạn mà trường bên trường thuê nó viết cho mình chuẩn SEO sẵn rồi, mình không cần phải kiểm dịch lại. Và đặc biệt là các bạn phải biết test, ví dụ như khi ban đầu bạn làm việc với họ, bạn phải test là đảm bảo mới 100% không trùng, tức là không được copy hay trùng ở đâu đó. Thì các bạn lên Google này, các bạn gõ cái công cụ kiểm tra trùng nội dung nha. Và lưu ý này, khi các bạn
mà thuê người ta đó mà các bạn không kiểm tra thì nó copy ở đâu đó đưa cho bạn, bạn lại post lên website hoặc post lên cái video Medium chẳng hạn, thì có thể là cái website của bạn đó, nó sẽ bị mổ phạt và cái tài khoản Medium của bạn đó, là nó sẽ bị chết luôn. Đấy. Chết thì coi như toàn bộ bài viết này nó toàn bộ cái link nó sẽ sạch, nó bị rớt hạn các bạn nha. Vì vậy bạn nên đầu tư, chịu khó đầu tư và chúng ta sẽ lấy lại rất là nhiều đó các bạn. Đây, 10 công cụ kiểm tra trùng lập nội dung hiệu quả này. Quá trời luôn, ví dụ như là công cụ này chẳng hạn. Công cụ này thì khi các bạn viết bài lên rồi thì các bạn mới check được. Chúng ta sẽ gắn link vào thôi. Đấy, ví dụ như là trường sẽ lấy một cái link đang xài cái trang này để bán mỹ phẩm này là các kiểu luôn. Ví dụ như trường lấy cái bài viết này chẳng hạn, test xem nó có trùng lặp hay không. Cái công cụ này chỉ test khi các bạn đã viết bài lên rồi nha, rồi xem nó báo thế nào, trùng thế nào. Rồi ở đây nó báo là mới đúng không, và nó phát hiện là ở trên Pinterest có một cái bài gần giống thế này, tức là cái bài này đã được đăng ở trên Pinterest rồi đúng không? Để link vào đây chúng ta sẽ hình ảnh sản phẩm này, nó sẽ báo chúng ta biết là đây Pinterest có cái bạn gì đó bạn đã đăng rồi này. Đây, đường link đây. Đấy, và đây là cái trang bài viết của trường. Đó, nó sẽ báo ra là cái bài viết này đã được đăng ở trên cái này rồi, thì tức là nó đã trùng nội dung rồi các bạn nhé. Giờ chúng ta sẽ test lại với một cái khác rồi ha. Xem cái sản phẩm về bán hàng online xem nào. Đó, chúng ta bước vào đây. Pay nó là search cái độ có copy không đấy, nó cứ báo new new cái này này mà nó không ra cái nội dung nào là ok, là cái bài viết này là độc quyền đúng không, không ra kiểu trùng cả. Còn nếu nó báo trùng thì nó sẽ hiển thị ra là trùng ở cái trang nào. Đấy, ở đây thì phải có copy bài rồi, công cụ này không tốt cho lắm, nhưng trường hay sử dụng công cụ là đây up nội dung luôn này. Rồi cái công cụ này ví dụ là khi nó viết bài cho trường này, trường ví dụ đi, đây ví dụ như là nó viết bài nó gửi về mình file word kiểu này đấy ha. Đây, bây giờ mình sẽ copy toàn bộ, sẽ như vậy mình copy toàn bộ mình nhét vào đây. Đây nó chọn file, ok, công cụ này không được đặt, nó yêu cầu mình chọn file nhỉ. Trước khi nó làm test đấy, okay, trường test lại công cụ khác. Đây công cụ này chúng ta sẽ cần gắn đây. Rồi chúng ta vứt những cái từ khóa vào đây và chúng ta sẽ check ở trên là Google. Rồi chúng ta chỉ click vào check duplicate content xem. Chúng mình cũng được, mình nó báo được. Đấy, rất nhiều công cụ đã có mặt mòi dần nhiều lắm. Ví dụ như là cái này nữa xem. Có nhiều công cụ thì chúng nó cho chúng ta 1.000 từ thôi. Đấy, bỏ vào check. Mình công cụ này tốt lắm. Bạn thấy không? Nó báo ok hết là coi như là tự viết đấy, tức là cái người này họ viết là tự họ viết đúng không? Tức là họ sưu tầm viết lại thôi, chứ còn nếu mà ở đây nó có cái trùng chỗ nào thì nó sẽ báo là ok. Như vậy hai bên này hơi lâu, tức là các bạn phải kiểm tra được rằng á họ viết là đúng mới, chứ còn họ copy ở đâu nó gửi cho bạn là ốp lên chứ thẳng cẳng các bạn. Đó
Đó là cách mà chúng tôi kiểm tra thuê viết bài này, rồi cách kiểm tra đúng không? Kiểm tra sử dụng công cụ này, rất nhiều công cụ hay ở trên Google là có thể check mò thêm. Rồi để chúng tí nữa nó quét coi như thế nào, đúng không? Thì bây giờ cách tối ưu này. Đây ví dụ như là ở đây trường sẽ kiểu đúng không, kiểu này đấy, cách như thế nào thì họ sẽ đi phân bổ cho chúng ta đây, đây trong một cái bài viết thế này thường là 600 từ đúng không, trường sẽ yêu cầu họ phân bổ như thế này. Ví dụ như là trường sale áo sơ mi nam cục này đúng không, bạn phải yêu cầu họ làm đúng như trình tự này nhé. Ví dụ như đây là cái tiêu đề của cái bài viết cần họ viết, và mình sẽ nói họ phân bổ ra ở đây là cái từ này, cái từ này phải được lặp đi lặp lại hai lần trong cái bài viết, 2-3 lần các bạn. Một bài viết thường nó có cái phần mở đầu là nó ngay đầu rồi, phần ở giữa thân bài và phần kết bài. Thì cái từ khóa này á các bạn nên lặp đi lặp từ 2-3 lần. Nếu các bạn nào kỹ thì 3 lần, không thì 2 lần, thường là trường lời 2 lần thôi, ở giữa thôi, tức là đầu và cuối. Rồi ở cái khúc giữa này á thì trường sẽ cho viết những cái gì, ví dụ như là áo sơ mi nam công sở, đây bắt đầu từ mở rộng. Rồi xuống một đoạn nữa, một đoạn là nó tầm thường á là khi lên đây này xuống khoảng 100 từ á thì bạn ước lượng thôi, ví dụ nó xuống tầm 5-7 dòng gì đó, cách khoảng 5-7 dòng. Rồi chúng ta mở rộng tiếp là áo sơ mi Nam Hàn Quốc đẹp. Đây được gọi là từ khóa mở rộng, hiểu không ạ? Từ khóa mở rộng và nó phải được triển khai từ cái này. Rồi tiếp theo các bạn đánh cho mình là áo sơ mi Nam Hàn Quốc đẹp 28-19 rồi. Đấy. Rồi ở đây các bạn hiểu không ạ? 2 từ đầu, 2 từ cuối, và chúng ta phân bổ từ 4-5 từ khóa, còn là 4-5 từ khóa mà nó được triển khai của thằng này, đúng không ạ? Là chúng ta mà mỗi cái cách nhau tầm 5 dòng, đấy, cách nhau tầm 5 dòng. Đây là cái mới của trường, cái mới của trường này. Trước kia là trường cho viết á là đây một cụm từ khóa này, tức là mình chưa trường đánh là làm một từ khóa này, đánh nhỏ luôn đấy, đánh nhỏ không dùng cụm đâu, đánh nhỏ xíu từng từ một luôn, vậy nó tốn kém chi phí và thật ra cái độ hiệu quả nó không có cao bằng cái này. Rồi, ví dụ như là áo 2019, okay. Hiểu không ạ? Rồi, như đây là cái bố cục mà chúng ta sẽ đánh 4 từ khóa này và chia ra, thì tất nhiên là có thể nó nằm ở, nó không phải dọc cái này đâu nha các bạn, có thể nó nằm ở bên này này đúng không, có thể nó nằm ở giữa này đấy, nó sẽ theo cái đội hình kiểu như vậy. Đó là các bạn có thể là nó nằm lúc từ khóa đầu nằm bên đây, lúc thì nằm ở giữa, lúc thì nằm ở bên góc, nằm ở dưới, đúng không, chứ không phải nó thẳng hàng tuột phát trên dưới này đấy. Thì các bạn cứ theo cái mô hình này cho bạn đánh, và chúng ta cần nhấn mạnh và tất nhiên là những cái từ này này các bạn phải yêu cầu nó in đậm lên các bạn nhé, yêu cầu nó in đậm lên. Nói chung là để tối ưu SEO một cái bài viết ấy, thì nó cần nhiều yếu tố lắm, nhưng mà chúng ta đánh ở trên cái trang mạng thế nào thì chúng ta đánh cũng nó cũng tương đối thôi chứ không cần phải tuyệt đối. Rồi rồi những cái đây là cái phần mà từ khóa phân bổ đúng không, rồi cái hình á, hình mà khi các bạn nhét vào á,
Thường thì chúng ta trong cái bài viết đó thì trường không không chèn hình, tại vì cái có hình thì chỉ là hai cái hình làm ở Fillet thôi, thì các bạn đã link ở Fillet rồi đúng không? Còn lại là chỉ là video với lại cái link về website link ở Fillet thế thôi, tại vì nhìn video nó đã sống động rồi, không cần phải hình. Hình thì nó lại mất mất cái tức là chúng ta sẽ thêm quá nhiều thì nó lại không hay. Đó là cái hình cái nội dung mà các bạn